Phim cũng khó xử. Cũng khó xử lắm. Tớ cũng được nằm suy nghĩ cũng sướng. Bảo bà khô quá vậy, bảo bà quá khổ luôn, tối ngủ cũng được, đã bị bệnh tim rồi mà tối ngủ cũng được, dở bị đai lắm bảo thiệt. Khuya một câu thôi, chuyện gì lo chuyện mình, lo giữ bệnh mình đi, chứ còn đã bị bệnh tim mà tối ngủ cũng được, không phải là vì bà lo bà ngủ không được, mà bà nghĩ là cái kịch bản ngày mai nó như thế nào à, để cho YouTube tới quay càng đông càng tốt à. Ban đêm ta ngủ không được thì ban ngày ta ngủ, ta đóng cửa lại ta ngủ, ban ngày vẫn là make công lại là cái là tiếp khách à, YouTube vô là cái như là hết lớp này lớp nọ à, ta bị bệnh tim mà ta phải biết giữ gìn sức khỏe mình chứ, cái đấy chẳng là để cộng đồng mạng phải lên tiếng. Ban đêm ngủ không được thì ban ngày ta ngủ, ta người, người bệnh mà thường thường bà con thấy những người bệnh tim là họ mét, cái da của họ là nó mét mét quá vậy à, nhìn cái da của họ mát mát và coi như là những người đã bị bệnh tim. Còn thấy bà Út đi, trời ơi cái da mà nó hồng hào nó trắng đỏ như vậy đó, mà trời ơi tôi bị bệnh tim, mà tôi nói rằng bả là bị bệnh tim là lúc là khoảng tầm 16 giờ 30 là bả bị bệnh tim thần, chứ còn qua khoảng là 17 giờ bắt đầu là hết à. À cứ là trong một ngày cái chu kỳ của bả từ 16 giờ 30 cho đến 17 giờ là hết. Bệnh của bà là nó nhanh lắm, mà nó bộc phát là loạn choạng là nó cũng hơi nhanh, trong vòng nửa tiếng đó nếu mà kiểm soát không được là bộc phát liền ngay mà liền. Còn bà đi chữ người ta ao đai đâu ai có chữ bà đâu, bà con thấy chim sâu có bao chữ bà không? Tôi xem mấy cái phim chưa thấy chim sâu chữ bà. Có một cái phim là chim sâu ra nói một câu là nghe hết rồi ngang, là bà chữ con người ta là như là kẻ như con không đẻ, một câu đó thôi mà bả chữ là mấy ngày trời liền, bả chữ là đầu sắp mặt tối liền à. Mà tôi hỏi quý vị, bả có phải là người hiền không? Bả là đi tìm người ta bả gây chuyện đấy chứ hiền cái gì, chẳng qua bả điện xin lỗi Thành Luân đó, do liên quan đến một cây vàng à, một cây vàng để mới chấp nhận xin lỗi Thành Luân. Còn nếu như mà Thành Luân mà giao cho một cây vàng rồi hoặc là không lên tiếng à, trong cái vấn đề một cây vàng dễ chi mà điện thoại xin lỗi Thành Luân. Biết là chỉ ông bình thường người ta đó mà hồi sáng con về cuối cùng đó tôi phải điện chú nói chuyện cái máy của tôi là gì ta đấy bà con ha, một người gọi là cái như là cả đời không ai biết tới, được YouTube quay cái là có cô bên Mỹ điện. Ê, rồi có cô bên Úc điện, đúng không? Có nghĩa một người là từ trước giờ đó là trong vùng đó là người ta nhiều lúc đó, là người ta biết mặt, có người ta cũng không biết tên nữa. Cái đằng này bây giờ cái như năm châu bốn bể, cái như bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc đồ biết hết trơn hết trọi đó, thì tôi hỏi từ đâu? Cũng từ chim sâu. Nó đưa cái hình ảnh bả là gọi là bay năm châu bốn bể là bả phải sướng mới đúng chứ. Trời ơi, có con dâu mà bây giờ mình đã trở thành một người nổi tiếng. À, phải tự hào chứ ông nội, ai đâu mà bây giờ nhờ chim sâu mà bà có được gọi là cái gọi là cái danh giá như ngày hôm nay, mà bà lại là đi đề chim sâu ra bà chữ, thì tôi hỏi quý vị bà có đem lại cái sự công bằng cho chim sâu không? Tôi thấy không có đâu, nhờ chim sâu bà có được ngày hôm nay nhà cao cửa rộng à, dụng cụ mà trong nhà xem như là tất cả các vật dụng trong nhà đầy đủ, được con nuôi là có thêm con nuôi ở Mỹ nữa, sướng quá chừng quá đất, lại là không muốn, lại muốn cuộc sống sóng gió trao, không muốn sự yên bình đâu. Còn nếu một con người họ không có lòng tham quý vị, họ cảm thấy như là đủ rồi thì họ sẽ dừng ít ra đấy. Những người mà họ chướng về cái sự việc của bả, họ sẽ không lên tiếng. Vì sao bả đã dừng rồi lên tiếng cái nữa, đúng không? Nhưng mà cái như là vì lòng tham mà cái lấn sâu vào quá, rồi diễn sâu quá rồi sẽ bị dính phốt. Đấy, tôi nói với bà con là coi như là ai tham mà chẳng chết, cái con nào đó mà nó thật sự nó cố tình nó ăn một miếng mồi á, một miếng mồi không bao giờ người ta để khơi khơi đâu, dính bẫy hết đó. Đừng có nghĩ miếng sô cô la ngon là nó nằm giữa bàn cho mình mà tới đó mình hưởng, nằm trong bẫy đó. Đó, một miếng sô cô la ngon
mà tự dưng mình bắt gặp là chắc ăn miếng sô cô la đây nó có một cái gì đó khó nuốt lắm, không có dễ nuốt đâu. Thế mà cái lên mạng rồi bắt đầu là cái như là tránh cha tránh trẻ rồi cái đi chửi cái chim sâu. Em được rồi. Ừ. Em không chạy. Có nói chuyện gì ghé đó đâu. Ờ, bởi em kiếm miệng hỏi em. Đúng mẹ con tôi nghèo nhà chắc chứ người ta mẹ con tôi ở được bây giờ. Người ta có nhà người biểu con tôi lên liên gì. Em á tạo lao. Đó, có một cái bà nào nữa, bà đây anh nói cũng có duyên gớm quá vậy nha. Bà đây anh nói y xì bà Úc á, cũng có duyên lắm. Đó. Có nghĩa rằng cái vấn đề bà đây là bà điện tới là để bà binh bà Úc. À, YouTube quay luôn, bà con nghe hết vấn đề này. Đăng quả mang, dán mang. Đừng cho bà nội bà nói nữa chứ. Chúc cho bà lên nè. Bà nói lên nè. Đồng ý. Cho nhiều công không nè. Mang bà nội chết được. Trời ơi, bà tỷ cũng không hàm nữa, không lấy nữa. Đấy, đúng rồi. Con tôi sanh đẻ từ nhỏ tới lớn, không có đem đi đâu. Trời ơi, cha bây giờ bà Úc, bà con nghe bà Úc nói, trời ơi, giờ bà tỷ cũng không lấy nữa. Bà tỷ không lấy mà bây giờ cái nhà lấy căn nhà đó. Nó sao kỳ vậy? Người ta cho bà tỷ không lấy. Bà giữ, bà nói là bây giờ con bà sinh đẻ ra đó là bà không giao cho ai hết. Là thằng Long á quý vị. Bà nghĩ thằng Long bây giờ còn kẹp nách. Bây giờ nghĩ thằng Long còn đang là trong cái giai đoạn kẹp nách mà đang cho bú sữa bình. Cho nên bà đâu, bà đu theo bà bảo vệ thằng Long. À, bà nói bây giờ con của tôi đẻ ra tôi không cho ai hết. Trời ơi là trời, bà có mớ không bảo. Thằng Lâm của bà bây giờ nó đã 39 tuổi, gần 40 tuổi rồi. Đó, cũng cái tuổi cũng là cái như là bên kia cuộc đời, bên kia dốc cuộc đời rồi. Đó. Mà bà nghĩ rằng bây giờ thằng Lâm á, là giống như là một đứa trẻ thơ còn đang bú sữa bình. Với vậy. Trời ơi, con của tôi đẻ ra không cho ai hết. Mà cái vấn đề ở đây bà con biết cái mấu chốt từ đâu không? Có nghĩa là cái người mẹ nuôi mẹ đồ nào đó mà cả như là hứa sẽ cái như là cho cái nhà cái đồ đó, bà nói bây giờ thôi quy ra tiền bao nhiêu công đắc đấy, bây giờ quy ra tiền đấy khoảng tỷ thôi, bà nói bây giờ không lấy một tỷ, bà nghĩ bây giờ cái chỗ thằng Lâm của bà nó có đáng giá trị cỡ như là khoảng là một triệu không, mà cái nghĩ bà chê một tỷ, bà cái đề cao quá vậy. Lâm bây giờ giả sử người ta thương chim sâu, người ta rước chim sâu đi, thằng Lâm nó bu theo cũng mang, chắc rằng nó cũng dạng dặn ăn theo. Chứ người ta đâu có cần đến con của bà, có nghĩa là người ta nhìn chim sâu như vậy đó, bị thằng con của bà đó, nó đang có những cái gì, đang lạm dụng. Nó đang lạm dụng cá và tiền bạc lẫn về những cái mà cái khác. Thì người ta mới bức xúc, người ta đứng lên để người ta kể như là muốn là đưa chim sâu đi. Thứ nhất là để cho có một cái nơi ở ổn định để nó còn kể như là ăn cuộc sống của nó, có thể là trị bệnh. Bây giờ bạn nghĩ rằng bây giờ cái như là thằng con của bà là người ta rước đi luôn, con của bà rước đi làm gánh nợ cho người ta nặng vai nặng cánh chứ được cái chi đâu, mà bà nghĩ rằng cái con của bà giá trị vậy. Con của bà là kim cương, còn chim sâu là chắc là cái cỏ rác quen đường quá vậy. Đấy, tôi nói cái kim cương rây đó, kim cương là cái không có giá trị. Con của mình phải hiểu rằng con của mình nó là cái dạng nào ở xã hội này. Đó, một người mà bảo là yêu chim sâu đó thì phải ít ra phải có một công việc ổn định để lo cho chim sâu, chứ không phải là cuộc sống bấp bênh như vậy. Rồi để chim sâu đi bán vé số, rồi để chim sâu ra đường xin ăn, rồi để mà mang cái mặt lên YouTube để cho kể như là những kênh này kênh kia nó quay rồi nó bố thí kể như là 50 đôi ba đồng, rồi ăn sống qua ngày bảo rằng cái tình yêu gì? Dạng một cái dạng siêng ăn nhắc làm mà cứ bảo rằng trời ơi một tình yêu thánh thiện đâu ra. Cái thằng Long nó cũng là ba mấy 39 rồi, còn mấy tháng nữa là đạp qua cái tuổi 40, mà nghĩ sao mà bây giờ bảo trời ơi con của tôi để ra tôi không có giao cho ai hết trơn hết trọi, tôi chắc khổ dữ bảo. Bà nghĩ đây là 40 năm về trước hả bảo? Đấy, con của bà bây giờ rước thằng Long đi là một cái gánh nặng cho người mà đứng ra cưu mang nó.
chứ không phải là người ta có lời, người ta kể như là có cái lợi gì trong đó, đúng không? Bà con thấy bà Út bà ảo tưởng quá vậy, quá ảo tưởng luôn. À, trời ơi, Lâm mai bà con kiểm tra kỹ, Lâm còn bú sữa bình quá vậy. Tôi nghĩ thằng Lâm nó còn bú sữa bình đó, cho nên bà Út để bà nhà bà chăm, bà đút sữa cho nó uống. À, hèn chi mà kể như là béo na béo nặng. Bà cho bệnh nhà đi không ăn cốc rồi. Bà cho chứ là bà hiểu trên nhau rồi mày kia đấy không? Có đủ tài chứ đủ tà. Mà cái người nó đấy nhỏ này đại nó khùng còn hẹp lắm. Mày mau. Đấy. Chính bà này điện qua cho bà Út cũng bảo rằng cái nhà đây là mạnh thường quân cho. Chứ đâu phải là dụ chim sâu đâu. Đúng không? Trăm binh của nó với nhau nói hết á. Tôi hỏi quý bà con bây giờ nó thật sự không có chim sâu thì mạnh thì quân đâu biết bà Út mà cho bà Út cái nhà. Nếu như ngày xưa đó không quay bà Út mà kẹp vô chim sâu thì nó thật sự bây giờ có quay nát cái máy chăng nữa cao lắm bà Út nhận khoảng là cả như đôi ba triệu. Chứ nó không đến nỗi mà tiền có tiền trăm triệu như bây giờ. À. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là những người này đó là mang chắc là qua cầu rút ván. À. Gọi là cái như là ăn dừa mà nuốt nuốt nguyên vỏ luôn, họ không sợ mấy cố hết trời. Trái dừa bà con biết rồi, trái dừa người ta nếu người ta ăn là người ta ăn cơm bên trong thôi. Còn đằng này là nuốt nguyên cái vỏ luôn. Trời ơi là trời mấy cố chết đó bà Út ơi. À, bây giờ bà con tha. Người này điện tới bà Út cũng có một câu gì, người ta cho nhà là cho bà chứ không phải cho chim sâu. Mà người ta bảo rằng có chim sâu bà mới có nhà. Ủa sao nói một cái mà cái nó ngược ngạo vậy? Ủa không có chim sâu ai biết bà Út là ai? Không có chim sâu đó thật sự. Bà Út bây giờ nó thật sự bà đến lúc mà bà lìa đời không, nó thật sự cá một địa phương cũng chưa biết bà. Chứ đừng nói cái chuyện mà bây giờ bà được có con nuôi bên Mỹ, đúng không? Tôi hỏi bây giờ đây là một trong những cái là cái hiệu ứng của chim sâu. Rồi những kênh YouTube tới nó quay bắt đầu là chim sâu cũng nói đâu. À, bà cũng nói, bà khẳng định vấn đề là chim sâu bảo rằng ra quay bà đi để giúp bà. Thức phim bây giờ nó vẫn còn ở đây. Mà tại sao bây giờ lại anh ngang nói ngược bảo rằng coi như là người ta cho nhà là cho nhà chim sâu. Cho nhà chim sâu chỗ nào vậy? Không có chim sâu bà Út là chính là cái gì cả. Bây giờ cái nhà có chim sâu rồi lên bắt đầu là trời ơi tôi bị bệnh tim, tôi bị bệnh tiểu đường, rồi vài bữa nữa tôi đi mổ mắt. Ủa sao, sao nay bây giờ bệnh nhiều dữ vậy bà Út? Rồi từ trước giờ hỏi thiệt nè, không có chim sâu rồi có bệnh không? Hả? Không có chim sâu rồi cái như là sống bằng cái gì? Lúc đấy bà làm đồ tể bà sống. Mà bây giờ có chim sâu một cái trời ơi bệnh đâu mà nó đùng một cái mà nó dìa bà Út nhiều dữ vậy quý vị? Giống như là tiền của Mạnh Thường Quân đó là dành ra để cho Út thôi, để ra mà cái nhà Mạnh Thường Quân là chỉ để cho Út thôi, chứ còn bây giờ không có ai mà được quyền hết trơn hết trọi. À, Út kể như bây giờ bà con thấy trời bệnh mát, rồi bị bệnh tim thầm, à, rồi kể như bị bệnh tiểu đường, à, bà con thấy không? Rồi kể như là YouTube thì quay lên nó cũng xiết xoa một chút. Thâu Út ơi, Út bình tĩnh ngăn Út, chứ Út đang bị bệnh tim ngăn Út. Út nói Út xỉu ngăn Út. Mà tôi nói quý bà con không ai mà bị bệnh tim mà nó hung nó dữ như bà Út ở trên hết rồi. Rồi có thấy nè, có thấy bà Út là bà đưa cái mà cái khám bệnh, cái số khám bệnh của bà không? Ở trong số khám bệnh rồi bác sĩ cái nghĩa là có kết luận bà bệnh gì hay không? Có nghĩa là mình thôi mình diễn là diễn tới luôn đi. Phải có số. Đấy. Rồi nếu mà cùng lắm phải là có một ông phải đóng giá bác sĩ rồi tới đó khám bệnh bà Út rồi vậy đó, nó mới là hợp. Ai đâu mà lên nói bằng miệng suông, chẳng lẽ bây giờ nói bà Út thế này thế khác, cộng đồng mạng cũng phải tính.